chấn động. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, bước sang năm Ất Tỵ 2025, được thần Phật che chở, vượt qua đại hạn năm tuổi 49, ung dung hưởng phúc lớn, bùng nổ tài lộc, tiền bạc ầm ầm đổ về, 100 tỷ cầm tay, giàu hết chỗ nói. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng. Đinh Tỵ sinh năm 1977, hay còn được gọi với tên khác là đầm nội chi xà, tức là rắn ở trong đầm. Năm sinh dương lịch, từ 18 tháng 2 năm 1977 đến mùng 6 tháng 2 năm 1978. Năm sinh âm lịch, Đinh Tỵ thiên can đinh, tương hợp, nhâm, tương hình, tân, quý, địa chi, tỵ, tam hợp, tỵ dậu sửu, tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Mạng sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, số phú quý, xương con rắn, tướng tinh con cú, bà chúa ngọc độ mạng. Nam mạng Đinh Tỵ với nạp âm hành thổ, do can đinh hỏa ghép với chi tỵ hỏa, can và chi cùng hành hỏa, lại tương hợp ngũ hành với nạp âm, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn, trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Tuổi Đinh Tỵ được Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ, Địa Tạng Bồ Tát ban thọ. Người tuổi Đinh Tỵ thông minh, lanh lợi vì được Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ, nhưng số phải bôn ba đây đó, nếu sống đất quê người thì hiển vinh, còn sống tại quê mình thì bình thường hơn. Đinh Tỵ thuộc mẫu người có đầy đủ hai tính chất của can đinh, mềm mỏng, nhu thuận, nhân hậu, chịu khó, thích sống nơi đô hội và chi tỷ nhanh nhẹn, thông minh, nhiều tư tưởng, có óc khám phá, phân tích vấn đề rõ ràng, không chấp nhận sự hời hợt, đại khái, song một số ít đa nghi và thường ẩn tránh. Thích làm việc hay hoạt động một mình nơi ẩn khuất nên dễ thấy đúng sai về sở trường, sở đoản của người khác. Do đó, khi hành động, dễ thành công, có thiên khiếu về triết học, nghị luận sắc bén. Về mặt tình cảm, ít biểu lộ cho người khác thấy, phần lớn có lý tưởng cao xa, nhưng không giữ vững được lâu dài, thời vàng son thường ở giai đoạn trung vận. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm, thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ thông minh lanh lợi, có khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng rất mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức đền, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi, họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế, họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con số có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Đinh Tỵ nam mệnh dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác có thần kinh khá nhạy cảm, Đinh Tỵ rất khó tin tưởng người khác. Khi đã tin tưởng ai đó, họ sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất nhạy cảm, hay cảm thấy bị tổn thương khi xảy ra mâu thuẫn với người thân. Đinh Tỵ nam mệnh là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng thời thế để ứng biến với cuộc đời. Tuổi Tỵ là bộ lột xác, nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tỵ sinh năm 1977 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Nam giới tuổi Đinh Tỵ khá cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Trước hung vận, Đinh Tỵ rất dễ lung lay, họ rất ghét những chuyện ồn ào, náo loạn hay xô bồ, luôn cố gắng giữ bản ngã của riêng mình. Đinh Tỵ có vận tốt, cân lượng khá nặng, nên không sợ phải đói kém. Người xưa quan niệm, trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý thì hai lần đỏ. Nam giới tuổi Đinh Tỵ là người có tài, lại nói năng rất nho nhã, lễ độ, lịch sự và khôn khéo, nên dễ thu phục được lòng người. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi Đinh Tỵ nam mệnh có một sức sống dồi dào, mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Đinh Tỵ bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào.
nhưng đức tính này sẽ rất có lợi khi áp dụng vào công việc kinh doanh. Đinh Tỵ rất khôn khéo và họ luôn luôn là người giữ thế chủ động trong các cuộc thương thảo. Họ rất có tài trong việc thuyết phục, thương lượng với người khác, có thể trở thành nhà ngoại giao xuất sắc. Tóm lại, cuộc đời Đinh Tỵ nam mệnh gặp nhiều khó khăn, vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè. Bởi vậy, họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đường tài lộc gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, cũng có khao khát rất lớn về tiền bạc. Trí tuệ mẫn tiệp, tuy không gặp nhiều sóng gió, nhưng quyết đoán, dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú không ai sánh bằng. Đặc biệt tuổi này, được hư không Bồ Tát ban phúc, nên đông con, nhiều cháu, về già được an nhàn hưởng phúc. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Đinh Tỵ trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Đinh Tỵ theo can chi, ngũ hành. Về thiên can, Đinh gặp Ất là bình hòa, xuất hiện một số cơ hội trong sự nghiệp, có thể là do anh em, bạn bè mang lại, nhưng sự thành hay bại vẫn phụ thuộc chính vào sự nỗ lực của bạn. Nên bản mệnh có kế hoạch và phương án cụ thể cùng với tâm huyết bỏ ra, đừng trông chờ quá vào sự giúp đỡ của người khác thì ắt sẽ nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ Đinh Tỵ nhé. Về địa chi, Tỵ gặp Tỵ là bình hòa, hành sự dễ dàng do chịu tác động của ngoại cảnh, dù công việc của bản mệnh có nhiều cơ hội thăng tiến và bản thân bạn cũng là người có tham vọng lớn. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá ỷ lại vào thực lực hiện tại mà quên mất đi sự khiêm nhường, tinh thần cầu tiến để có được sự ủng hộ của mọi người. Về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh là thổ, ngũ hành năm là hỏa, hỏa sinh thổ, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí cát lành, chuyện tình cảm hay tiền bạc đều duy trì ở mức bình bình. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2025, người tuổi Tỵ sẽ phải đương đầu với năm tuổi của bản mệnh và lâm vào cục diện thái tuế, cho nên vận trình của những người tuổi Tỵ nói chung sẽ gặp phải những điều bất ổn và khó khăn. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 cũng sẽ không ngoại lệ. Năm 2025, Đinh Tỵ sẽ khó có được cảm giác thành thơi đúng nghĩa. Khác với các tuổi Tỵ khác thì tuổi Đinh Tỵ có bố cục thiên địa bình hòa, ngũ hành lại tương sinh, cho nên năm 2025 sẽ giảm đi nhiều khó khăn và gia tăng may mắn cho tuổi Đinh Tỵ. Dù phạm phải năm tuổi và thái tuế, nhưng người tuổi Đinh Tỵ làm gì cũng có quý nhân che chở, sự nghiệp có thêm cơ hội thăng tiến. Dù vậy, Đinh Tỵ cũng nên lưu ý, năm 2025 cũng không nên quá háo thắng trong làm ăn, tránh tham gia vào các lĩnh vực có tính chất mạo hiểm, muốn làm giàu nhanh chóng. Như chúng ta biết, cuối năm 2024 và đầu năm 2025 tới đây, những người tham gia vào đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc gửi lãi ngân hàng, quả thật sẽ mang cho mình đầy nỗi bất an, lo lắng, chưa biết là có kiếm được nhiều tiền hay không, nhưng ngày đêm lo lắng. Cộng dồn với đó là các khoản phí bảo hiểm gói vay và lãi suất vẫn tăng dài, đó cũng là gánh nặng cho tất cả các con giáp. Năm 2025, Đinh Tỵ phạm phải 5 tuổi, cùng với đó là năm đại hạn lớn nhất trong vận trình của đời người, nên Đinh Tỵ cần lưu tâm nhiều hơn về phương diện sự nghiệp, tài chính và sức khỏe. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn về đại hạn 49 tuổi có gì nguy hiểm. Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu 49 chưa qua 53 đã tới hay 49 bước qua 53 bước lại, ở giai đoạn này tin chắc là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thách thức được xảy ra. Nói chính xác là giai đoạn khổ nạn, thất bại, mất mát tài sản, ly tán, chia xa, phá sản, điều gì cũng có thể xảy ra. Vậy thì tại sao ông bà ta lại có câu 49 chưa qua 53 đã tới, ở giai đoạn đạn này điều gì làm nên những vận hạn xấu, tại sao nó xấu, xấu tại vì đâu? Theo quan niệm dân gian thì mỗi người đều phải trải qua tuổi hạn nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng thông thường vào năm hạn sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu, nhưng xem tử vi 2 tuổi 49, 53 là tuổi hạn nặng nhất trong đời người. Trong dân gian có nhiều cách giải thích vì sao tuổi 49, 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn 49 tuổi. Tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, 53 tuổi, nam gặp sao Thái Âm, mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về tang chế, tai nạn xương cốt. Âm là tối, đen, nước, hiểm trở, chủ về ốm đau, bệnh tật,
nhẹ thì phải điều trị liên quan tới dao kéo, nặng thì có thể khó qua khỏi. Ngoài ra, 49 tuổi, đàn ông gặp hạn toán tận, đàn bà gặp hạn huỳnh tuyền, 53 tuổi, đàn ông gặp hạn diêm vương, đàn bà gặp hạn thiên la, đây cũng đều được coi những hạn nặng nề với một đời người. Vậy nên mới nói, hạn 49, 53 thường gặp hạn về tang chế, về sức khỏe, về bệnh tật hoặc may mắn hơn chỉ ảnh hưởng về phần kinh tế. Từ tuổi 49, 53 trở đi, cả nam giới và nữ giới tuổi này đều không được khỏe vì khả năng ăn uống kém dần, không đảm bảo dinh dưỡng nên sinh ra nhiều bệnh tật. Riêng đối với nam giới cũng dễ mắc bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thoái hóa khớp. Nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cũng là điều dễ hiểu và do đó nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi ở bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra. Vì thế, ta cần biết và tin điều này để từ trẻ nên hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này, sớm tìm cách cải thiện, củng cố cho sức khỏe. Trước khi bước vào tuổi 49, khi làm được điều đó thì trong tương lai sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo. Giai đoạn 49, 53 không có gì đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng thì cơ hội chúng ta sống thọ tới 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe, cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, tâm lý. Nếu làm được như vậy thì năm đại 49 hay 53 cũng không có gì phải đáng lo ngại. Thứ hai, xem tử vi Đinh Tị sinh năm 1977, nam mạng, theo sao hạn. Sao Thái Bạch chiếu mạng, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, nam mạng, trong số 9 ngôi sao, hay còn gọi là cửu diệu niên hạn, thì Thái Bạch, hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh, được cho là xấu nhất trong các sao xấu. Trong năm hạn, người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm, sẽ hao tốn tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức, khi gặp sao Thái Bạch, còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh, là hung tinh chủ về hung vận, Kim Tinh còn được gọi là chiều dương tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Trong dân gian đến nay vẫn còn lưu truyền một bài thơ về sao Thái Bạch như sau. Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài, tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an, bi ai tang khó hao tiền. Không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích thước thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Thái Bạch là hung tinh chủ hao tổn tiền bạc, có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự, xấu nhất là tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Muốn giải hạn giúp vận trình thăng tiến nhanh thì Đinh Tị gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền. Vì dễ phát sinh cãi vã, khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn nhún nhường sẽ có lợi hơn. Thứ ba, xem tử vi nam mệnh, tuổi Đinh Tị theo niên hạn là hạn toán tận. Những thầy tử vi phong thủy xưa đã nói rằng hạn toán tận nạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, câu nói này đã cho chúng ta biết rằng hạn này rất khó nắm bắt, vậy nên phải luôn cẩn thận, đề phòng trước mọi việc ở trước mắt cũng như mọi kế hoạch của mình. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ. Gặp hạn toán tận tốt hay xấu? Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại.
Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại tính mạng, về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra, so với những hạn khác, thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Tức là khi gặp hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Sự mất mát này xảy ra trong hai trường hợp, một là đánh cắp, hai là hùn hạp làm ăn thua lỗ. Nói cách khác là khi di chuyển bên ngoài, dễ gặp phải kẻ cướp, nhẹ thì mất hết tài sản tiền bạc, nặng thì đe dọa đến tính mạng, cái chết. Song đó khi hùn hạp làm ăn chung với người khác, tai nạn bất ngờ ập đến, khiến công việc làm ăn thất bại, tài chính kinh tế đầu tư thua lỗ trắng tay. Đặc biệt là hạn nam mạng, nặng hơn nữ mạng, các hạn cụ thể có thể gặp phải khi bị hạn toán tận, khi gia chủ di chuyển trên đường, dễ xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, nhẹ thì mất mát tiền của tài sản, nặng thì nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, cái chết. Khi hồn hạp làm ăn hoặc khai thác lâm sản, gặp phải tai nạn bất ngờ, khiến công việc làm ăn trở nên khó khăn, tiền của đầu tư ban đầu mất trắng, thua lỗ tán ra bại sản. Gặp hạn này, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, thay vì bận tâm đến tuổi hạn, thì nên chú ý xây dựng các mối quan hệ, dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về vấn đề sức khỏe, cần quan tâm hơn, ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thường xuyên tập thể dục thể thao để có một sức khỏe tốt. Ngoài ra, những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, nếu có điều kiện nên ủng hộ quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, siêng năng, chu đáo làm việc, trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Thứ tư, vận niên năm 2025, tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Năm 2025, tuổi Đinh Tỵ nam mệnh gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn. Ngưu Hồi Sơn nghĩa là châu về núi. Ở núi tuy không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ khó khăn vất vả. Trong năm nay, bản mệnh nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc như đinh, có lợi thì mới nên làm. Bản mệnh trong năm có nhiều thời cơ tốt cho kinh doanh thương mại, cầu quan lộc, được chức to, nhỏ xuất hành đi xa tạm tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng ốm đau, tai nạn thương tâm, tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút trộn lẫn, cả hai nên tin cậy lẫn nhau, ngoài ra, nhiều người có tin vui song hỉ thêm người. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Đinh Tỵ nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Đinh Tỵ cần tránh các năm tam tai là Tý, Sửu, Hợi. Năm 2025, Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ 1977, Đinh Tỵ, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim Lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ 1977, Đinh Tỵ là 49 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm Kim Lâu. Hoàng Ốc năm 2025. Năm nay tuổi của bạn là Nhất Cát, không phạm Hoàng Ốc. Nhất Cát hay còn gọi là Nhất Kiết, có câu Nhất Kiết an cư thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Thái Tuế năm 2025. Đinh Tỵ 1977, năm Ất Tỵ 2025 sẽ phạm vào trực Thái Tuế. Trực Thái Tuế, tuổi con giáp của bản thân tương trùng với Thái Tuế lưu niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực, ốm đau, bệnh tật liên miên. Cách hóa giải trực Thái Tuế, ít đến những nơi có tang, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động vui vẻ hay các tiệc mừng. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an. Ví dụ như người tuổi Tỵ thì cần đeo đồ trang sức có mang ba hình con Tỵ, Dậu, Sửu. Những ai vào năm phạm Thái Tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm Thái Tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh. Vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm Thái Tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm Thái Tuế, tối kỵ bốc đồng, sốc nổi,
đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ Nam mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ Nam mạng năm 2025, tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 trong năm 2025 Nam mạng dự báo vận trình sự nghiệp của những người tuổi này trong năm 2025 có nhiều biến động. Sự nghiệp vướng phải nhiều chuyện bất lợi, có thể xuất hiện đối thủ cạnh tranh lớn, nhiều dự định không thu về được kết quả như ý. Điều này khiến bản mệnh dễ sinh ra lo lắng, bồn chồn. Bước vào năm 2025, tuổi Đinh Tỵ là 49 tuổi âm lịch, vận hạn lớn nhất của đời người, nên khó tránh khỏi những lo âu, khó khăn, vất vả. Đặc biệt bản mệnh, công danh, sự nghiệp gặp chướng ngại, kế hoạch dễ đổ bể, biến động công việc khá nhiều, đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Ảnh hưởng của thái tuế áp lực là điều khó tránh, đúng như cái câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, con giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ các nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan. Nhưng chỉ cần bạn giữ tâm thế bình tĩnh, kiên nhẫn chờ thời cơ, làm việc gì cũng phải thận trọng thì mọi chuyện sẽ thành, càng về cuối năm càng thuận lợi, công việc phát triển như mong đợi. Bên cạnh đó, người tuổi này cũng có thể tranh thủ thời gian này để học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới. Mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ giúp ích cho việc hợp tác làm ăn. Đây sẽ là tiền đề giúp quý bạn phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa. Một điều đáng chú ý, mặc dù là thái tuế nhưng cũng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 là người ăn ở hiền lương, chuyên giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn, lại có tấm lòng lương thiện, thì thái tuế là lúc ông trời ban cho cơn mưa tài lộc, bù đắp những khó khăn trước đây đã gặp phải, từ đó đổi đời cải vận, phất nhanh như vũ bão. Trường hợp 2 là người ăn ở ích kỷ, hay làm điều ác, hay hãm hại người khác, thái tuế lại là lúc ông trời phán xử, ban tai họa xuống nhằm cảnh báo, răn đe, trừng phạt đúng tội. Chính vì vậy, dù cùng một tuổi, khi gặp thái tuế người thì phất nhanh như vũ bão, đổi đời đại gia, người lại gặp khó khăn trùng trùng. Có người từng tâm sự với tôi rằng thầy ơi, cả đời con hành thiện tích đức, chăm bố thí cho người khó khăn, nhưng sao con vẫn mãi nghèo khó và vất vả như vậy? Thưa quý vị, tất cả là do nghiệp báo mà thành, Phật dạy muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn cuộc sống hiện tại. Đời này quý vị hành thiện bố thí, nhưng vẫn khổ và nghèo đói, là do đời trước quý vị còn mắc nợ người ta, chưa trả hết. Khi nào trả hết nghiệp, ắt phúc báu sẽ về tay, khi ấy cuộc sống thay đổi chóng mặt, bất ngờ giàu có. Điều này cũng chứng minh cùng một tuổi, nhưng có người ngay từ trẻ đã đổi vận, cũng có người qua trung vận mới có, nhưng cũng có người phải mãi về hậu vận mới đổi đời quý vị nhé. Đặc biệt bước sang năm 2025 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm thái tuế phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn thận, từ đó ắt bảo toàn được sự nghiệp của mình. Nếu có thời gian bạn nên đi hành thiện tích đức, giải nạn, khó khăn quý vị nhé. Nhìn chung, đây sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với tuổi Đinh Tỵ nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi. Thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi dành cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. May mắn từ giữa năm trở đi, có các tinh thiên ấn trợ mệnh, hy vọng được mở ra cho tuổi Đinh Tỵ bản mệnh cơ thể phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Tuy nhiên, không phải có cơ hội để lật ngược tình thế, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi thay vì buông xuôi, bản mệnh hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn, từ đó vượt lên trên số phận, đón nhận thành công về tay của mình. Về phương diện tài lộc, sự tác động của sao Thái Bạch, Thái Tuế và các hung tinh ngăn trở làm cho bản mệnh có thể đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc bởi những vấn đề phát sinh khó có thể lường trước. Con đường phát tài của bản mệnh, việc kiếm tiền trở nên khó khăn bởi kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với bản mệnh tuổi Đinh Tỵ năm 2025 âm lịch vẫn có cơ hội kiếm được tiền, nhưng chi tiêu, ma chay, cưới hỏi, đình đám nhiều, nên chẳng giữ được là bao, để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, mua xe, e rằng vẫn còn xa mới đạt được mục đích. Những dự án hùn hợp làm ăn cũng sẽ gặp bất trắc nửa chừng, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này.
cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng. Tốt nhất bạn nên đi học hỏi những người có kỹ năng trong lĩnh vực mà bạn muốn, từ đó bắt tay vào thực hiện kế hoạch vẫn chưa muộn. Trong năm vẫn có thể ký kết, lựa chọn đối tác làm ăn cũng chớ nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp có liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ chịu nhiều thiệt thòi, do đó bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân hay người có quen biết. Với bản mệnh tuổi Đinh Tỵ năm 2025, có một năm vất vả gian nan vượt qua khổ nạn, nhưng về cuối năm nhờ có thiên tài hỗ trợ, chính tài có quý nhân nên vận khí sẽ dần được khởi sắc. Người làm tư, làm chủ thì kinh doanh, buôn bán dù cho thu thành quả nhưng phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần phải sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. Ngoài ra với nam tuổi Đinh Tỵ nhờ biết tích lũy cho nên tài lộc của nam tuổi này tương đối ổn định trong năm 2025. Vì vậy, với nam tuổi Đinh Tỵ cần biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, hạn chế chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Việc tiêu dùng có kế hoạch cũng khiến bạn cân đối được mức thu chi của mình, không chi tiêu vượt quá mức cho phép mà có thể liệu cơm gắp mắm để có cuộc sống no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Đồng thời cần có một khoản tiền tiết kiệm dành riêng cho những trường hợp cấp bách. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh cho vay tiền hoặc hùn vốn đầu tư lớn trong năm này. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, bản mệnh đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan, ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù bạn tài ba, đoạt được thành công cũng chỉ là tạm thời, ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội, nên bạn cần mọi sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Về phương diện tình cảm, vận trình tình cảm trong năm thì nằm ở mức trung bình. Mặc dù đây là năm tuổi của bạn, nhưng bạn không chịu có tác động nhiều từ hung tinh đến vận trình tình cảm. Vì vậy tuổi Đinh Tỵ chỉ cần yên tâm đối xử với nửa kia thật tốt là được. Trong quan hệ vợ chồng, cả hai thường xuyên vun đắp tình cảm, dành nhiều thời gian để chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Có một người bạn đời đồng hành, mọi thử thách đều vượt qua một cách dễ dàng. Ngoài ra, bản mệnh có thể xem tuổi vợ chồng hợp hay khác nhau để tìm cách hóa giải, đem đến sự hạnh phúc cho gia đình. Nhưng xét cho cùng, năm 2025 lắm trắc trở, tuổi Đinh Tỵ nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc kiếm tiền và chăm lo cuộc sống. Chuyện yêu đương, muốn đi thêm bước nữa vẫn nên thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Về phương diện sức khỏe, vấn đề sức khỏe cũng là vấn đề mà con giáp này cần quan tâm. Việc chăm sóc sức khỏe, Đinh Tỵ nam mệnh trong năm 2025 có phần giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh, bạn nên đề phòng thương tật, tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Nam mệnh chú ý các vấn đề về tim mạch và khí huyết, tránh căng thẳng thần kinh, dễ làm bản mệnh đau đầu, mất ngủ, hung tinh thiên khốc, còn ám chỉ có tang chế trong nhà. Tuổi Đinh Tỵ nam mệnh nên quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể hoặc kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi bản mệnh nhé. Để vượt qua được năm tuổi của bổn mạng, tức là năm 49 tuổi, người tuổi Đinh Tỵ nam mạng cần phải đặc biệt chú ý đến hạn toán tận cùng với sao Thái Bạch chiếu mệnh. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mệnh Đinh Tỵ sinh năm 1977. Nam tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm 2025 gặp hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùn hạp thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, chúng ta không thể bỏ qua một câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió,
bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Nam tuổi Đinh Tỵ trong năm này cần chú ý 5 điều kiêng cữ sau đây để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc, của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài, mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Kẻo sẽ bị tai nạn, cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật, trúng gió. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tốt. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì, bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Nam tuổi Đinh Tỵ năm 2025 chịu ảnh hưởng bởi sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và nên kiêng kỵ màu trắng quanh năm. Cần chú ý kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Cúng sao giải hạn, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Quý vị thân mến, sông đất đầu năm là hoạt động mang đậm nét văn hóa của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán. Ông cha ta quan niệm rằng, người đầu tiên bước vào nhà kể từ sau khoảnh khắc giao thừa là người sông đất năm mới, nếu là người hợp tuổi gia chủ thì sẽ mang tài lộc. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Giáp Tuất 1994, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Đinh Tỵ 1976, tốt, Giáp Thìn 1964, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Bính Tuất 1946, tốt,
Giáp Tuất 1934, tốt, Đinh Mão 1927, tốt. Các tuổi Sông Đất xấu với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là Canh Dần 1950, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Canh Thân 1980, không tốt, Canh Dần 2010, không tốt, Quý Hợi 1983, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Tử vi từng tháng theo âm lịch của nam mệnh tuổi Đinh Tỵ những người sinh năm 1977 trong năm Ất Tỵ 2025. Đầu tiên là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nam mạng. Năm 2025, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ gặp phải cục diện tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi gây cản trở vận trình, nên cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn. Đáng mừng là trong tháng đầu tiên của năm mới, bản mệnh không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp, thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình, không sợ khó khăn, vất vả hay đối diện với áp lực, chính nhờ vậy mà bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều, bản mệnh cần chú ý chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Trong mối quan hệ tình cảm gia đạo của người tuổi Đinh Tỵ chớ xem mình là nhất, tại sao bạn muốn có hạnh phúc trong khi luôn không lắng nghe ý kiến của bất cứ người nào? Chỉ khi bạn hiểu người ấy, biết lắng nghe hơn thì mới có được hạnh phúc đích thực. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Tháng 2 âm lịch, tháng Kỷ Mão, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Tình trạng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút nên bản mệnh làm gì cũng vất vả hơn so với mọi người xung quanh, nhiều việc đổ dồn lên đầu khiến cơ thể thường xuyên phải chịu áp lực lớn. Tốt nhất bản mệnh nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan và tích cực, may mắn là thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của bạn đang phát triển khá tốt, bạn có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thiên tài ghé thăm cho thấy đây cũng là tháng mang tới cơ hội để thúc đẩy tài chính tăng trưởng, những thử thách trong thời gian này khuyến khích bạn nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ khả năng của mình, nhờ thế học hỏi được nhiều hơn, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc hay mọi hoạt động. Bản mệnh cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ không đi khám, một khi cơ thể có dấu hiệu biểu hiện bệnh tật. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Tháng 3 âm lịch, tháng Canh Thìn, về công danh, sự nghiệp của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 khá lý tưởng. Con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn, khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ cố gắng kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân nâng đỡ, kết quả khả quan. Gặp thiên thời, địa lợi, dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít có phát sinh sự cố bất ngờ. Những người làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc được tăng lương. Chuyện tình cảm, có nhiều tiến triển mới, được sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh, bản mệnh tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Duyên khác giới vượng lên rất nhiều, có lợi cho người độc thân trong việc tìm kiếm đối tượng phù hợp, sẽ có không ít người thầm thương trộm nhớ bạn. Một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình đều được giải quyết ổn thỏa. Có điều các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Bước sang tháng mới, tình hình tài chính của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu tăng nhẹ, chủ yếu là nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh. Bản mệnh có thể phát tài bất ngờ hoặc là giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Đối với người làm công ăn lương, những thành tích đáng mừng của bản mệnh trong sự nghiệp chính là nguyên nhân giúp cho lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương, bản mệnh hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lời lãi nhờ những mối đầu tư trước đó của mình,
Tháng này tuy khoản tiền nhận được không quá lớn, thế nhưng cũng đủ để khẳng định con đường bạn đi là đúng đắn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều bản mệnh cần phải quan tâm và chú ý. Bạn thường xuyên mắc phải các căn bệnh vặt vãnh dù không nghiêm trọng, thế nhưng lại khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện tập thể dục, thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe của mình. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Vận trình của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ trong tháng mới có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước kia. Bản mệnh có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc, nhờ thế mà bạn phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Bản mệnh cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng hơn. Về sức khỏe của bản mệnh lại không được tốt đẹp như vậy, giờ giấc sinh hoạt không có khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu. Bản mệnh cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Chuyện tình cảm vợ chồng vẫn khá u ám, ảm đạm. Bản mệnh và người ấy đang ngày một xa cách vì những bất đồng trong quan điểm sống. Cả hai đều không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người ấy và suy nghĩ cho người ấy. Có thể bản mệnh sẽ nhìn ra một hướng đi mới để khắc phục những bất đồng còn tồn tại. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có vận trình khá ổn định trên nhiều phương diện của cuộc sống. Bản mệnh tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, thậm chí còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo được thêm cơ hội cân nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính không có nhiều biến động, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Chuyện tình cảm, trong khoảng thời gian này, người độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác, bạn có thể cảm nhận được rằng xung quanh có rất nhiều người luôn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ cũng không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, nhưng bản mệnh vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Bước sang tháng Cô Hồn, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, sức khỏe. Bản mệnh thường xuyên lơ là dẫn đến những lỗi sai không đáng có, nếu cứ tiếp tục tình trạng này kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ bệ. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng, bản mệnh dễ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt, mất tiền hao của. Tháng này cũng không mấy thích hợp để xác định mối quan hệ tình cảm, bản mệnh cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ về đối phương hơn. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang đến cho bản mệnh nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Bản mệnh cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Tháng này, được tam hợp trợ mệnh, tài vận của bản mệnh tuổi này có nhiều điều khởi sắc, có tài tinh soi chiếu đều có thu hoạch nhất định, thêm cả sự xuất hiện của thực thần. Bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất một bên nào. Người kinh doanh, buôn bán khả quan, bản mệnh cần nhạy bén về tài chính sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin. Trong các mối quan hệ, bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng, hãy giữ mối quan hệ với những người đó. Bởi dù không có tiến tới tình yêu, thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Tháng 9 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với bản mệnh tuổi Đinh Tỵ, công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để vươn lên khẳng định bản thân. Có lẽ vì vậy mà bạn chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vấn đề sức khỏe, dễ xảy ra vấn đề trong thời điểm này, bạn cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc khi tham gia giao thông, nếu không dễ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Bước vào tháng 10 âm lịch, vận trình của bản mệnh lại trở nên khá ảm đạm, bản mệnh ít gặp được chuyện như ý muốn. Nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh, bản mệnh cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Đây là tháng xung của tuổi bổn mạng, chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng để rồi cuối cùng lại thiệt hại do chính mình gánh chịu.
Tinh thần không được tốt cộng thêm cơ thể mệt mỏi mới là nguyên nhân chính khiến bạn sẽ có quyết định thiếu sáng suốt. Công việc bấp bênh, khi có nhiều thay đổi đòi hỏi bạn phải thích nghi, đây là thời gian thích hợp để bạn nên đầu tư cho các ý tưởng và các kỹ năng có liên quan tới công việc. Điều này có thể mang đến kết quả tốt giúp bạn có được sự ghi nhận nơi công sở. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Bước sang tháng 11 âm, vận trình của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ không mấy rực rỡ, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Bản mệnh nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng, thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu tăng tiến. Nhưng nguy cơ phá tài cũng khá cao, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tình trạng phá tài, gây hao tán tài lộc. Về tình cảm, người độc thân nên cởi mở hơn trong những mối quan hệ xã giao, chớ nên phụ thuộc vào người khác. Người đã có gia đình thì cần biết bao dung, thấu hiểu cho nửa kia nhiều hơn. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ nam mạng. Trong tháng Chạp, tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, tài vận của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Bản mệnh có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước kia. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, chỉ cần cố gắng là sẽ nhận được phần thưởng. Bằng sự chăm chỉ và nỗ lực suốt cả một năm, đây là tháng mà bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có được nhiều nguồn thu đổ về, tiền lương, tiền thưởng, giúp cho tài lộc dũng dình. Bên cạnh đó, trong tháng này có không ít thứ cần phải chi tiêu cho dịp Tết, bản mệnh nên biết cách chi tiêu cân đối để tài chính không bị hao hụt lớn. Chuyện tình cảm có những dấu hiệu phát triển tích cực, người độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho những mối có triển vọng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Nhỏ hơn break time bằng 1 giây.